Thằng Tài chỉ thẳng mặt bốn con giáp gặp quý nhân, đổi đời giàu có, sung sướng vì giàu đúng mùng 1 tháng 5 âm lịch tới. Vâng, thưa quý vị thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi một người hùng thật sự và một kẻ hèn nhát có thật sự khác biệt hay không? Câu trả lời là không. Cả hai đều là con người, cả hai đều sợ chết, đều sợ thua, đều sợ thất bại. Có chăng người hùng sẽ lựa chọn làm điều cần phải làm bất chấp nỗi sợ, còn kẻ hèn nhát đơn giản là bỏ cuộc ngay ở thời điểm có chút sợ sệt trong tâm mỗi người. Thưa quý vị, mỗi người ngay từ khi sinh ra đã mang một số mệnh khác nhau. Có những người mang mệnh cách từ khi lọt lòng đã sở hữu khối tài sản trăm tỷ, ở nhà lầu đi xe sang, có kẻ đưa người rước, có kẻ hầu người hạ, cơm bưng tặng miệng, nước rót tặng tay. Bên cạnh đó cũng có không ít người phải nai lưng ra làm quằn quặt từ sáng tới đêm mà vẫn không khấm khá lên được, nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ cực trăm bề. Thế nhưng vận số dịch chuyển, vật đổi sao rời mà không ai có thể đoán biết trước được. Dựa vào dữ liệu thiên văn của các chòm sao trong vũ trụ, cùng với tính toán cung mệnh của 12 con giáp, những bậc thầy tử vi học hàng đầu thế giới đã khẳng định chắc chắn 100% trong ngày mùng 1 tháng 5 âm này sẽ có 4 con giáp được quý nhân trợ vận, thần Phật thương tình, thần may mắn theo chân, là một thu 10, phát hơn trúng số, giàu sang sung sướng hết phần của thiên hạ. Vậy, đó là 4 con giáp nào? Quý vị có nằm trong danh sách phát tài đó hay không? Liệu của cải từ trên trời rơi xuống hay cần phải làm gì để không bỏ lỡ thời điểm may mắn này? Thì ngay sau đây là luận giải chi tiết. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe thật kỹ để không bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này nhé. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Tỵ. Đúng mùng 1 tháng 5 âm tới, trời xanh ban an lành, tuổi Tỵ này sẽ bất ngờ hứng chọn những cơn mưa tài lộc, phát tài phát lộc đến nỗi không muốn cũng phải giàu. Vận may sẽ mỉm cười, tiền bạc sẽ rơi vào đầu của bạn một cách ngoạn mục, tạo nên một bước ngoặt đáng nhớ. Chuẩn bị tinh thần để nhận lấy những phúc báo và đừng quên mở rộng túi để đựng đầy những viên ngọc trời ban. Đúng mùng 1 tháng 5 tới, chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian ngập tràn niềm vui và may mắn dành cho các bạn. Trong làn sóng vận may dồn dập của vũ trụ, có một con giáp sẽ bất ngờ trở thành tâm điểm của thần tài, đó chính là Tỵ. Chào mừng bạn đến với ngày vàng của mình. Tuổi Tỵ thân mến là biểu tượng sức mạnh và kiên nhẫn. Bạn đã miệt mài cày cuốc mà không hề oán thán. Một tin vui cho bạn, mọi nỗ lực và sự kiên trì của bạn đều sắp được ghi nhận một cách rực rỡ. Từ việc nhận được đề xuất tăng lương mơ ước bất ngờ với một khoản thưởng lớn, cho đến thu nhập không ngờ tới từ các dự án đầu tư thông minh của bạn, tất cả đều khiến cho túi tiền của bạn sẽ phình to và nụ cười sẽ không ngừng vương trên môi. Trong ngày mùng 1 tháng 5 âm, vì được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn sự nghiệp của người tuổi Tỵ nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Thêm nữa, bản mệnh được chính ấn và chính quan tương trợ. Chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt được kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cắt nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo. Ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, trong ngày tuổi Tỵ được Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, rất tốt cho sự nghiệp, con đường thăng tiến. Sau này tốt cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Thái Dương tạo động lực cho con giáp này nỗ lực không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh, hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trong ngày đầu tháng 5 âm, những chú rắn tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá, kẻo sức họa tiểu nhân, thị phi bủa vây.
Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Xem bói tử vi nhờ được quan án tương sinh, hỗ trợ lại thêm quý nhân lục hợp thái tuế, quan vận ngày đầu tháng năm của người tuổi Tỵ có chuyển biến mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện sự đột phá bất ngờ. Mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, với nhân viên cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Nếu ngoại giao tốt, tuổi Tỵ nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí mới, lộ trình đều đặn theo quý, đảm bảo không có sự tụt hậu. Ngược lại, nếu quan hệ xã giao không tốt, tự coi mình là nhất, bạn dễ vướng vào thị phi, dù năng lực có được khẳng định nhưng cũng chỉ được đề bạt lên chức phó hoặc vị trí không trọng yếu. Bản thân mệnh cách tuổi Tỵ đã có số vượng tài, lại thêm Tỵ hỏa chiêu tài tốt, nên trong cuộc sống sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Trong ngày đầu tháng 5, bản mệnh lâm cục diện lục hợp thái tuế, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Trong ngày 1 tháng 5 âm này, bản mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công, dồn sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn thời điểm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Tỵ nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Tỵ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi bạn nhé. Sau đây là vận trình chi tiết những tuổi Tỵ may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng mùng 1 tháng 5 âm. 1. Người sinh năm 1965, tuổi Ất Tỵ. Tử vi 12 con giáp cho biết, hôm nay vận trình của tuổi Ất Tỵ được tam hợp che chở, mọi việc như trải thảm hoa hồng. Cơ chấp này khá nhanh nhạy và linh hoạt nên có thể thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, môi trường khác nhau. Tinh thần làm việc lên cao giúp bạn giải quyết công việc nhanh chóng. Ngày này, tài lộc của người tuổi Ất Tỵ cũng khá sáng, có nhiều khoản thu đổ về túi. Càng những người làm kinh doanh thì càng được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhiều như nước. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn, ổn định, chi tiêu thoải mái mà không phải lo nghĩ gì. Ngày mới có các khí dẫn dắt, tuổi Ất Tỵ dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Người độc thân cởi mở hơn trong việc tìm kiếm người đồng hành. Mối quan hệ mới bắt đầu nhưng tiến triển vô cùng êm đẹp. Nếu như hai người tình cảm đã chín mùi thì hoàn toàn có thể chọn giờ lành để tiến hành chuyện trăm năm. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất, con số may mắn 33, 98 và 76. 2. Người sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ. Dự báo tử vi cho thấy công việc của người tuổi Đinh Tỵ trong ngày hôm nay khá thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ được cấp trên khen ngợi rất nhiều vì những cố gắng, nỗ lực của mình. Dù đứng trước khó khăn, thử thách, song cơ chấp này không vì thế mà nản lòng hay nhục chí. Thay vào đó là ý chí càng thêm mạnh mẽ, vững vàng. Đặc biệt, chính tài nhập cục, tài lập của tuổi Đinh Tỵ đang trên đà tăng tiến, thấy rõ những chú rắn được mọi người ủng hộ và hỗ trợ hết lòng nên càng có thêm động lực cố gắng, tiền bạc ùn ùn kéo về, bù đắp lại thời gian vất vả vừa qua. Bản mệnh cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên, hôm nay là ngày thổ khí vượng, báo hiệu về những vấn đề sức khỏe có thể xảy ra với tuổi Đinh Tỵ. Bản mệnh cần phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, chớ tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân sẽ dễ gặp nhiều hệ lụy. Nên nhớ rằng, thể chất có khỏe mạnh thì mới làm việc hiệu quả được. Giờ tốt
23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phụ trợ, Dậu, Tý, Thân, con số may mắn 33, số 02 và 57. 3. Người sinh năm 1989, tuổi Kỷ Tỵ. Thương quan chiếu mệnh, tuổi Kỷ Tỵ có một ngày nhẹ nhàng và bình yên. Con giáp này được đánh giá cao bởi tinh thần và trách nhiệm với công việc. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, duy trì được tiến độ công việc. Vì thế mà được cấp trên tin tưởng, trao cho bạn cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn. Cũng trong ngày này, vận tài lộc của bạn tương đối tốt và bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đầu tư, quản lý tài chính và chắc chắn sẽ có lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Ngày hỏa thổ tương sinh, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Bản mệnh và nữ kia của mình nếu đã yêu nhau lâu năm thì có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân, xây dựng cuộc sống êm ấm và hạnh phúc. Người độc thân nên tích cực ra ngoài tìm kiếm cơ hội để tăng nhân duyên đôi lứa. Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phụ trợ Sửu, Dậu, Thân, con số may mắn 27, 89 và 60. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng con giáp tuổi Tý. Đặc trưng vào ngày đầu tháng mới, người tuổi Tý sẽ bất ngờ được đón nhận những tin vui về mặt tài chính, mở ra một chương mới của sự thịnh vượng và giàu có. Chuột, biểu tượng của sự kiên định và mãnh liệt, luôn theo đuổi tự do và những chuyến phiêu lưu mộng mơ. Và lần này, những chuyến phiêu lưu ấy sẽ không chỉ mang lại niềm vui mà còn kèm theo những phần thưởng vô cùng giá trị. Có thể bạn sẽ thấy mình mỉm cười trước các khoản đầu tư phát đạt, nhận được một món quà thừa kế bất ngờ hoặc phát hiện ra cơ hội làm ăn sinh lời trong chuyến du ngoạn xa xôi. Thần tài đang nhìn bạn với ánh mắt ân cần, chuẩn bị rải lọc lá đầy hứa hẹn. Hãy mở rộng vòng tay và đón nhận cơn mưa tiền sắp đến nhé tuổi Tý ơi. Theo tử vi tuổi Tý, thời điểm đầu tháng mới, công việc không nhiều. Tuy nhiên, tuổi Tý có dịch mã động tinh chiếu, có thể phải dịch chuyển đi lại nhiều nên cảm giác vẫn tắc bật như thường. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, cảm giác khá thư thái mà vẫn đạt hiệu quả công việc tốt. Thời điểm này phù hợp để lập kế hoạch, mục tiêu mới, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người để mưu cầu đại sự. Xem bói tử vi, trong ngày có chính quan nâng đỡ, ví như quý nhân là bề trên phụ trợ, rất có lợi để phát triển công danh sự nghiệp. Kinh doanh buôn bán đầu tháng tuy chưa nhộn nhịp nhưng nhìn chung bản mệnh vẫn bỏ túi không ít tiền của tiền bạc, lúc nào cũng rủng rỉnh. Theo dõi tử vi 12 con giáp ở ngày đầu tiên của tháng mới Canh Ngọ, tài vận của người tuổi Tý khá lý tưởng, đặc biệt là thứ tài có dấu hiệu may mắn bất ngờ như thưởng nhiều, đòi được nợ, tiền từ các khoản tồn đọng bỗng về tay hoặc gặp may mắn khi tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng. Kinh doanh buôn bán không quá tắc bật nhưng lại đạt doanh thu lý tưởng, đầu tháng tiền bạc xong sơn, tiêu pha không phải quá lo lắng. Lưu ý, xét về phi tinh tháng, bát bạch chủ tài lộc gặp phải ngũ hoàng đại sát tinh ở hướng tây nam, tài khí rất dễ bị tổn hao, vì thế không tiến hành động thổ hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này. Đồng thời, nếu có điều kiện, tuổi Tý nên đặt biểu tượng cốc ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng tây nam ngôi nhà để thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Sau đây là vận trình chi tiết những tuổi Tý may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng mùng 1 tháng năm âm. 1. Người sinh năm 1960, tuổi Canh Tý. Có thiên tài hỗ trợ, người tuổi Canh Tý đón nhiều may mắn, mọi việc đều suôn sẻ như ý, bản mệnh không còn phải đắn đo các vấn đề liên quan đến tiền bạc, nhờ đó Canh Tý có thể chi tiêu cho cuộc sống một cách thoải mái. Xong, cũng đừng chủ quan mà mua sắm hoang phí, thay vào đó bản mệnh nên tích lũy hoặc đầu tư sinh lời sẽ tốt hơn. Công việc cũng khá suôn sẻ, dẫu vẫn có những vấn đề phát sinh, nhưng cô giáp này biết cách xử lý linh hoạt, không cứng nhắc như trước, nên dễ dàng tháo gỡ vấn đề. Bản mệnh cũng tìm được thêm những niềm vui, hứng thú mới trong công việc, đổi mới phương pháp làm việc.
có đam mê nên tinh thần khá hăng hái. Hôm nay con giáp này nên tỉnh táo hơn trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới tình cảm. Canh Tý cần phải luôn nhắc nhở mình phải thể hiện sự tử tế, quan tâm tới đối phương trong mọi tình huống thì mới có thể cùng nhau đi tới cuối chặng đường hôn nhân được. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi, con số may mắn 44, 82 và 61. 2. Người sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý. Lục hợp cục mang tới khả năng thăng tiến trong ngày hôm nay cho người tuổi Nhâm Tý. Ngày này tinh thần làm việc tập thể cần được đề cao. Bản mệnh hãy làm việc hết mình vì mục tiêu chung của tập thể. Khi đạt được mục tiêu đó thì chắc chắn đóng góp của mỗi cá nhân sẽ được nhìn nhận và được trả công xứng đáng. Con giáp Nhâm Tý sẽ có một ngày vượng vận quý nhân, tài lộc dồi dào, chỉ cần triển khai mọi việc đúng định hướng đề ra, chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, càng chú trọng hơn vào việc giải quyết những vấn đề còn tồn động, không để việc chồng việc, khi đó bạn sẽ luôn có sự chủ động. Về phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh báo hiệu, đây là giai đoạn chuyện tình cảm của bạn khá hạnh phúc, ngọt ngào và đang bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định. Các bạn độc thân có thể gặp được đối tượng phù hợp thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi, con số may mắn số 07, 36 và 95. 3. Người sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý. Chính quan nhập mệnh tuổi Giáp Tý đón may mắn về nhà. Trong công việc, nếu muốn tạo ra sự đột phá và nổi trội hơn thì đừng ngại đưa ra những ý tưởng của mình để tập thể cùng tham khảo. Ngày này tuổi Giáp Tý cũng đặc biệt có lợi thế với việc cầu danh, thi cử, ứng tuyển vào chức vụ mới. Các khí chỉ lối dẫn đường cho tài lộc đổ về túi tuổi Giáp Tý. Nếu như trước đó bản mệnh vẫn đang loay hoay trong mớ bồng bông và không biết bắt đầu từ đâu thì quý nhân tới và vạch ra cho bạn bước ra khỏi khó khăn, tiến bước về phía trước. Nhờ có sự hỗ trợ đó, con giáp này đã đi đúng đường và giành lấy lợi nhuận về cho mình. Thổ sinh kim, đường tình duyên của người tuổi này vô cùng rộng mở. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có thêm các mối quan hệ mới và có khả năng tìm được một người cùng chung đường thật sự yêu thương và chăm sóc cho mình. Những người đã có đôi có cặp thì sẽ có thêm cơ hội lên kế hoạch hẹn hò lãng mạn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ, con số may mắn số 00, 18 và 76. Vị trí thứ 3 xin chúc mừng con giáp tuổi Thìn. Thìn, con giáp thứ 3 nhưng cũng không kém phần nổi bật trong danh sách của chúng ta. Những người tuổi Thìn đáng mến từ lâu đã được trời phú cho khả năng quyến rũ tự nhiên, một tài sản vô hình nhưng vô cùng giá trị. Đến ngày đầu tháng năm tới, chính sức hấp dẫn ấy sẽ thăng hoa như một phép màu khiến cho vận may tài lộc ùa về bên bạn một cách không ngừng. Dù bạn không hề tìm kiếm, những cơ hội phát tài có thể đến từ một dự án quan trọng tại công sở đột nhiên thu về thành quả được sở, hoặc từ một ý tưởng sáng tạo cá nhân nào đó được thế giới biết đến và đánh giá cao. Và thế là giống như quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi, tài sản của bạn sẽ cứ thế mà phình to, tăng lên một cách đầy ấn tượng và không ai có thể ngăn cản được. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tháng mới đầy sôi động khi mà tuổi Thìn may mắn sắp đặt chân vào vùng đất của thịnh vượng và phú quý. Đây là lúc bạn tự hỏi có phải mình sẽ là nhân vật chính trong màn rơi tiền từ trên trời này không? Thay vì nghĩ ngợi, hãy thực hiện ngay những bước dưới đây để chuẩn bị tốt nhất cho những cơ hội sắp tới. Trước tiên, việc duy trì một tâm hồn lạc quan sẽ là chìa khóa mở cánh cửa tới cả một kho tàng phong phú. Dù bạn thuộc con giáp nào, hãy thắp sáng niềm tin vào khả năng của mình, bởi sự giàu có đôi khi chỉ là một niềm tin vững chãi.
Thứ hai, đừng xem thường những điều tưởng chừng như bé nhỏ trong cuộc sống. Chúng ta thường bỏ qua những cơ hội to lớn chỉ vì chúng được ngụy trang dưới vẻ ngoài bình thường của chúng. Hãy nhanh nhẹn và tinh tế để nhận ra chúng. Thứ ba, sẵn sàng rời khỏi vùng an toàn của mình để khám phá lĩnh vực đầu tư mới mẻ hay những dự án kinh doanh tiềm năng. Có thể cơ hội của bạn đang hiện hữu ngay lập tức, chỉ cách bạn một bước chân mạo hiểm. Nhưng nhớ rằng, dù chúng ta có luôn mong đợi những may mắn lớn như thế nào, thì sự giàu có bền vững vẫn luôn cần sự thông minh và siêng năng. Đừng để bản thân mù quáng theo đuổi mà quên mất việc đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên cơ sở thực tế của bản thân. Và đừng quên giữ một trái tim biết ơn. Điều này không chỉ giúp chúng ta tích lũy vật chất mà còn giúp nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp đẽ. Dù tháng tới có thật sự là cơn mưa tài lộc hay không, hãy giữ vững tinh thần lạc quan và tự mình tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi lẽ, sự giàu có không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở niềm vui và sự hài lòng nội tâm. Vậy, bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng nhau mong chờ một tháng mới thật kỳ diệu. Biết đâu, đó chính là lúc bạn trở thành người thắng cuộc. Và bất kể điều gì xảy ra, hãy luôn nở nụ cười và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Tử vi của 12 con giáp cho thấy vận khí tăng mạnh trong ngày đầu tháng mới, giúp kế hoạch của người tuổi Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời, bạn cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc nhé. Thời điểm này, Thìn được cả nguyệt lệnh Lâm Quang Đế và sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành. Bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong ngày đầu tháng mới này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Đặc biệt, chức vụ danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể. Con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước. Ngày này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt. Cơ hội tiến thăng đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh, lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, ngày này là thời điểm khá lý tưởng. Tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đế để đánh nhanh thắng nhanh. Bạn chắc chắn sẽ thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân. Dù vậy, vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, thái độ kiêu ngạo hay ngựa non hấu đá kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp váp bất cứ trở lực nào cũng cần từ tốn, bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy, bạn mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn nữa. Vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái và dễ lại đạt hiệu quả cao. Tử vi tuổi Thìn âm lịch dự báo, nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong ngày này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân. Đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn, ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tầm tay. Chỉ còn đường đi, nước bước cụ thể ra sao thì bạn phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận.
cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Có chấp này, dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Sau đây là vận trình chi tiết những tuổi Thìn may mắn nhất và cảm nang vượng vận đúng mùng 1 tháng 5 âm. 1. Người sinh năm 1964, tuổi Giáp Thìn. Trong ngày có tam hợp che chở, tuổi Giáp Thìn được quý nhân nâng đỡ, giúp cho sự nghiệp phát triển thuận lợi. Bản mệnh cũng không cần phải vất vả làm việc hoặc tranh đấu với ai mà vẫn hoàn thành đúng tiến độ, gặt hái được không ít thành quả. Vận trình tài lộc của Giáp Thìn cũng đang có chuyển biến tích cực. Con giáp này có thể mở rộng quy mô cũng như đầu tư nhiều hơn để tiền bạc có thể sinh sôi nảy nở. Bạn cũng có nhiều kế hoạch về tương lai, do đó khoản tiền kiếm được này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hoàn thành những mục tiêu đang hướng tới. Các khí tràn ngập, đường tình duyên, đón may mắn tới tấp. Người độc thân, nếu tích cực tham gia các hoạt động xã giao nhiều hơn, sẽ có khả năng tìm được nhân duyên ưng ý cho mình. Trong khi đó, người có đôi có cặp cũng cảm nhận được tình cảm thăng hoa, tình yêu càng thêm gắn kết. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần, con số may mắn, 66, 50 và 48. 2. Người sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn. Tam hội soi sáng, giúp công việc đạt được thành tựu, nhưng bạn cũng không nên cố gắng quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Bính Thìn đang là con giáp tỉ mỉ hơn người và cẩn thận vô cùng, dù làm bất cứ việc gì nên ai hợp tác với bạn cũng là một sự may mắn của họ. Tiền bạc khởi sắc nhờ có thực thần chiếu cố, có quý nhân phù trợ, gặp tin tức tốt về tài lộc nhờ phước phần của bản thân tích lũy. Cầu tài, cầu lộc trong ngày này cũng sẽ được như ý nguyện, nên chăm chỉ, hành thiện để việc kiếm tiền được thuận lợi. Mọi toan tính trong các mối quan hệ vào ngày mới này đều đem lại kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng. Người nào đang mong tin tức về người thân sẽ nhận được tin tức quan trọng trong ngày này do người lạ đem đến. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, con số may mắn, 15, 99 và 80. 3. Người sinh năm 1988, tuổi Mậu Thìn. Công việc ngày này thuận lợi nhờ có chính quan nâng đỡ, nay gặp khó khăn đến mấy cũng vượt qua dễ dàng vì quý nhân luôn bên cạnh. Hôm nay những ai muốn xin việc đi phỏng vấn, nâng bằng cấp hoặc thi cử sẽ gặp may mắn hơn cả mong đợi. Tiền bạc hanh thông, bạn không lo thiếu tiền chi tiêu hàng ngày nhưng cũng cần hạn chế chi tiêu cho những thứ vô bổ, hạn chế tiệc tùng chè chén. Công việc hiện tại ổn định, công việc kinh doanh thêm cũng thu về khá nhiều, nhưng cũng đừng chủ quan, hãy tính thêm hướng đi mới cho bản thân. Ngũ hành thổ thổ tương hòa cho biết, tình hình sức khỏe của con giáp này ở thời điểm hiện tại đang dần tốt lên, bệnh cũ thuyên giảm, gia đạo không có tin xấu tìm đến. Bạn cũng sẵn sàng đứng lên để bảo vệ gia đình trước những lời nói khó nghe từ người ngoài. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, tím nhạt. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, con số may mắn, 66, 49 và 73. Vị trí thứ 4, xin chúc mừng con giáp tuổi Dậu. Khi tháng 5 bắt đầu tiến vào những ngày đầu tiên, người tuổi Dậu sẽ đón nhận những nụ cười may mắn từ bầu trời, mang đến những lời hứa hẹn ngọt ngào của thành công ngay tại nhà mình. Tuổi Dậu, những người thông minh và sáng dạ sẽ dùng trí tuệ của mình để mở ra những cơ hội mới mẻ, đón nhận không ít những ngạc nhiên và quà tặng tốt lành từ cuộc sống. Tuổi Dậu vốn dĩ luôn tìm kiếm sự đổi mới và không ngừng nỗ lực trong việc tích lũy kiến thức, sẽ cảm nhận rõ ràng mỗi ngày qua đi chính là một bước tiến đáng kể trong quá trình hoàn thiện và phát triển bản thân mình.
Ngày đầu tháng này, những người tuổi Dậu cần phải đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn hình ảnh và danh tiếng của mình. Hãy cẩn thận trước những lời đồn thổi và thị phi không đáng có, bởi những điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín lâu dài của bạn. Sự kiên định và bản lĩnh sẽ giúp cho tuổi Dậu đứng vững trước mọi thách thức và sóng gió, biến những nghịch cảnh đã từng trải qua thành những ký ức xa xôi. Nếu bạn giữ vững được quyết tâm của mình trong suốt năm mới, không có rào cản nào có thể cản bước bạn trên hành trình chinh phục đỉnh cao của sự thành công. Sự kiên nhẫn và niềm tin không ngừng nghỉ chính là nền tảng vững chắc cho mọi dự định và mục tiêu bạn đề ra. Hãy giữ vững tinh thần kiên cường đó, tuổi Dậu và bạn sẽ thấy rằng mọi điều bạn mong đợi từng bước một sẽ dần hiện hữu thành hiện thực trong tương lai. Những ai muốn khởi nghiệp sẽ có cơ hội tìm được những đối tác cùng chí hướng hoặc những nhà tài trợ sẵn sàng hỗ trợ bạn khởi nghiệp suôn sẻ trong ngày mùng 1 tháng 5 âm này. Bạn có thể tìm kiếm lời khuyên từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công việc. Khi làm việc chung với người khác, bạn phải phân định rõ ràng mọi việc và cẩn thận để tránh những tổn thất cho bản thân. Nếu công việc của bạn suôn sẻ, có thể sẽ có cơ hội tăng lương hoặc thăng chức bất ngờ, tiền thưởng nóng nằm ngoài dự kiến. Nếu bạn chăm chỉ, sự chăm chỉ của bạn sẽ không trở thành vô ích. Tuổi Dậu cứ mạnh dạn đầu tư thời gian và công sức vào công việc hiện tại, bởi đây là thời điểm vàng giúp bạn cứu vớt lại những tổn thất trong công việc của mình trước đó. Càng ngày bạn càng nổi bật và ưu tú trong mắt người khác. Kinh doanh cũng thuận lợi, nhưng không đến mức xuất sắc. Ai có ý định hùng vốn làm ăn chung, thỉnh bàn thờ ông địa hoặc xin lập buôn bán, sang nhượng mặt bằng nên tiến hành trong ngày đẹp. Thời tiết tuy oi bức cũng không thể cản trở sự phát triển của Dậu. Việc thi cử, xuất ngoại hoặc thay đổi chức vụ sẽ được bề trên che chở, bạn đừng lo lắng thái quá. Theo tử vi tuổi Dậu âm lịch, dù bạn là doanh nhân hay là làm người công ăn lương, bạn cũng sẽ có được những thành tựu tốt đẹp. Thà chủ động hơn là thụ động trong thời điểm này. Tốt hơn hết, bạn nên chủ động trong mọi việc, điều này sẽ có lợi cho bạn hơn trong chuyện tiền bạc. Nếu số tiền bạn kiếm được ở thời điểm hiện tại đủ ăn, đủ tiêu thì nên biết hài lòng với điều đó. Mùng 1 tháng 5 âm tuy tốt cho tài lộc nhưng không tốt cho những người tham công tiếc việc, kiếm tiền một cách mù quáng, bóc lột sức lao động của bản thân. Áp lực tài chính không quá lớn nên người tuổi này có thể ung dung chạy theo những kế hoạch kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích, lý tưởng của mình thay vì lao động quá sức. Cuối ngày, vận may của bạn vẫn không hề bị đuối, vẫn đang trên đà khởi sắc. Nỗ lực làm việc của con giáp này sẽ đem lại viễn cảnh tươi sáng trong tương lai cho Dậu. Mùng 1 tháng 5 thích hợp để đầu tư vào đất đai, nhà cửa, con cái, tích lũy vàng, nên nếu có tiền dư, bạn có thể cân nhắc đến những việc này. Từng đường đi nước bước của bạn sẽ có quý nhân dõi theo và giúp đỡ. Sau đây là vận trình chi tiết những tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng mùng 1 tháng 5 âm. 1. Người sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu. Xem tử vi hàng ngày thấy có thiên án chiếu mệnh nên tuổi Kỷ Dậu khá mạnh mẽ và bản lĩnh trong công việc. Ngày này rất tốt cho những ai muốn thăng chức, cầu công danh hoặc lên tiếng vì bản thân trước mặt lãnh đạo. Nay ai muốn làm việc lớn thì nên tiến hành vào sáng sớm để mọi sự như ý. Ngày hôm nay có vẻ Kỷ Dậu sẽ may mắn hơn các con giáp khác khi liên tiếp nhận tin vui tiền bạc do ảnh hưởng tích cực từ tam hợp đem đến. Nhiều người sẽ mua nhà, tậu xe hoặc nhận được món tiền mà người khác nợ mình từ lâu. Độ chi tiêu trong ngày khá lớn nhưng càng chi càng có lộc. Sức khỏe không có gì đáng nói, chỉ là bản mệnh nên ăn uống điều độ, hạn chế ra ngoài đêm hôm, coi chừng gặp người xấu. Tình cảm đôi lứa tiến triển tốt, nhiều cặp đôi sẽ có buổi hẹn hò tuyệt vời hoặc được gia đình ủng hộ nhiệt tình trong thời gian tới. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, nâu, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, con số may mắn, số 07, 33 và 62. 2. Người sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu. Nhìn chung hôm nay là một ngày an nhàn đối với tuổi Tân Dậu nhờ chính ấn chiếu mệnh. Miệng nói tay làm, không nói suông,
nên Tăng Dậu sớm hoàn thành hết công việc trong ngày một cách tốt đẹp. Những ai phải thi cử trong ngày này chắc chắn sẽ đạt được điểm số khá tốt. Tài lộc nở hoa do nhị hợp cục trợ vận, tài chính không còn là vấn đề lo nghĩ của tuổi Tăng Dậu trong hôm nay. Bạn cũng dễ dàng kiếm được thêm tiền nhờ công việc tay trái hoặc được người khác giới thiệu mối làm ăn ngon. Tài ngoại giao của bạn là công cụ giúp bạn kiếm ra tiền. Hôm nay là một ngày tốt để bạn có thể gắn kết tình cảm với những người thân yêu. Bạn có cơ hội gặp được những người tốt bụng, có chung tần số với mình và cải thiện các mối quan hệ làm ăn qua tiệc tùng hội họp. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng đồng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, con số may mắn 15, 97 và 83. 3. Người sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu. Được tam hội che chở, người tuổi Quý Dậu gặp nhiều may mắn trong ngày đầu tháng này, các khí tăng mạnh. Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi này rất thuận lợi khi có được sự nâng đỡ từ quý nhân. Nhân lúc này hãy thực hiện những dự định mà bản mệnh đang ấp ủ, đừng do dự chần chừ hay trì hoãn thêm nữa. Đường tài lộc của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng tiến trong ngày mùng 1 tháng 5 âm này. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính khá ổn định và có xu hướng tăng lên. Bạn càng chăm chỉ thì càng có nhiều tiền. Người tuổi Quý Dậu hoàn toàn có thể thỏa mãn những sở thích mua sắm nhỏ của bản thân. Tình duyên của con giáp này không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh dễ vì công việc mà bỏ lỡ cơ may hạnh phúc của mình, cũng bởi không dành nhiều thời gian cho việc cá nhân. Bạn cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình đi nhé. Sự nghiệp quan trọng nhưng tình yêu, gia đình cũng quan trọng chẳng kém phần đâu. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi, con số may mắn, 11, 57 và 48. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.